Những năm gần đây, trái cây tạo hình đã dần trở nên quen thuộc và được nhiều người tìm mua để trưng trong những ngày Tết hay là làm quà tặng nhau, ngụ ý là một năm mới thịnh vượng và đủ đầy. Hiểu được tâm lý này, mỗi năm các nhà vườn miền Tây lại nghĩ ra rất nhiều những mẫu mã mới để đa dạng sự chọn lựa cho người tiêu dùng. Năm nay thì mặc dù là thời tiết bất lợi, sản lượng trái cây tạo hình cũng không đạt như kỳ vọng, song bù lại những sản phẩm này lại có giá bạc triệu và lại rất hút hàng. Hiện trái cây tạo hình đã rời vườn và có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng phục vụ cho thị trường Tết. Là cha đẻ của những sản phẩm tạo hình trên dừa và bưởi da xanh, năm nay anh Huỳnh Thanh Tâm, ngụ tỉnh Bến Tre, đã khoác áo mới cho trái bưởi năm roi ở vùng đất Vĩnh Long. Dù chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm liên kết và chuyển giao kỹ thuật với các nhà vườn tại tỉnh Vĩnh Long, nhưng kết quả vô cùng khả quan. Cái trái bưởi năm roi thì cái da nó láng, thành ra là mình áp dụng ép nén khi thành phẩm thì cái sản phẩm nó đẹp và nó bắt mắt hơn, thì nâng cao cái giá trị của cái trái cây tạo hình của mình lên. Và năm nay làm cái thổi vàng này không là khoảng cỡ 1.200 trái. Và mình đi cũng đi kiểm tra vườn hàng ngày, mình thấy cái tỷ lạc lệ nó đạt khoảng cỡ 90%. Năm nay chịu ảnh hưởng chung về thời tiết bất lợi cực đoan, bưởi ra bông sớm hơn mọi năm 2 tháng. Do đó can thiệp kỹ thuật là chắc chắn nếu muốn có nguyên liệu để sản xuất. Cộng thêm mưa trái mùa trong những ngày tháng chạp, phần nào đã làm giảm năng suất và sản lượng trái cây tạo hình. Cái trái bưởi bán Tết giờ hiện thời giá có mười mấy ngàn. Nó so với cái trái bưởi mình tạo hình này, thì nó cái trái bưởi tạo hình nó gấp khoảng từ 5 đến 7 lần so với cái trái bưởi bình thường. Cái đó thì cái hiện tại tình hình chung này, nhưng mà đôi lúc có những năm là nó gấp có thể chục lần. Thì cái sản phẩm mà đặc biệt thì nói chung là giá cao là từ khoảng 800 đến 1.2 triệu một trái. Còn những cái sản phẩm mà tiêu chuẩn thì nó giá sẽ thấp hơn so với năm rồi là khoảng 700-800 ngàn một trái. Đối với bưởi thì nói chung là cái giá nó tạo hình nó khó, nó cao hơn. Nó còn trái dừa thì hiện tại là mình khoảng là 300-400 ngàn đồng một trái thôi. Tại trái dừa làm nói chung là cái sản phẩm nó thông dụng và mình sản xuất nhiều hơn được. Năm nay, anh Tâm dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm bưởi tạo hình. Từ bưởi thỏi vàng in chữ tài lộc, bưởi tròn in chữ tài lộc, bưởi hình vuông và bưởi hình hoa mai giá bán từ 800.000 đến 1.200.000 trên một sản phẩm. Và 1.000 sản phẩm dừa in chữ có giá bán từ 250 đến 450.000 đồng một trái. Còn tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, những trái dưa hấu tạo hình cũng chuẩn bị rời vườn ra chợ để kịp cho những ngày Tết cận kề. Trong 600 trái dưa hấu tròn ốp trong khuôn gỗ để tạo hình, lão nông này chỉ thu về 100 cặp dưa hấu hình vuông, hình thỏi vàng, in chữ loại nhất. Một cặp dưa thỏi vàng thì 1.500.000, cặp vuông thì 1.000.000. Hôm nay thì nói chung làm cũng không thành công. Thành công cái là do cái biến đổi thời tiết, mưa gió thất thường, gió lớn. Rồi trái dưa nó không có như ý mình mong muốn. Trồng cái giống khoảng 4.000 mà mình chỉ vô khuôn chỉ 600 thôi. Trái cây tạo hình có giá bán bạc triệu nhưng đổi lại cũng lắm kỳ công. Chính sự sáng tạo của nhà vườn đã tạo nên điểm nhấn, chỗ đứng và nâng tầm giá trị cho những loại trái cây vốn dĩ rất bình thường. Ngoài hình dáng độc nhất vô nhị, sản phẩm như là lời chúc sự may mắn tài lộc gửi đến gia chủ trong những ngày Tết đến xuân về. Hiện các loại cây trái độc lạ đã về nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị phục vụ thị trường xuân Quý Mão năm 2023.